khai trương shop blog fruit thuyền trưởng song soi với vô vàn ưu đãi 10k với 75 lookbook, cơ hội sở hữu app max level chỉ với 15k, danh mục V4 full gear siêu hot thêm nữa là một tự chọn đa dạng nick vip pro. Bên cạnh đó thì còn có app game liên quân và app free fire, link dưới phần mô tả nhé. Review One Piece chapter 1100, giả thuyết Kizaru thuộc quân cách mạng ASL xuất hiện. Yo, what's up bro? Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với bằng tập xăm soi và chúc anh em một ngày mới tốt lành nhá. Chương 1100 tưởng chừng chỉ là đoạn kết của hồi tưởng về Kuma. Ai ngờ Oda vẫn biết cách tạo highlight khiến độc giả đứng ngồi không yên. Chỉ với một khung tranh duy nhất thôi, hàng loạt giả thuyết thú vị xuất hiện trong chương truyện này. 1100, con số đẹp thế thì tất nhiên Oda sẽ không để bỏ ngỏ một cái điều đặc biệt cho chúng ta đoán mò rồi. Và theo anh em, hình ảnh Kizaru nhảy điệu Nika có ý nghĩa gì đây? Liệu rằng có thuyết âm mưu nào ở đây hay không? Và câu hỏi tại sao Kuma lại lựa chọn làng Fosa nhỏ bé ở Biển Đông là nơi đặt chân đến? Gợi ý về mô típ điên rồ này hay chăng? Hãy cùng mình phân tích các thắc mắc còn lại ở trong chapter mới vừa qua em nhé. Và ngay bây giờ, cùng đến với video review chương 1100, giả thuyết Kizaru thuộc quân cách mạng ASL xuất hiện. Yêu cầu vô nhân tính của Thánh Saturn. Thứ gây ức chế nhiều nhất trong chapter 1100 vừa qua chính là Thánh Saturn anh em ạ. Ám quẻ Kuma từ lúc nhỏ đến tận bây giờ vẫn không buông tha. Ông rời có mắt, luật hoa quả, không chừa một ai đâu. Hồi bé ép Kuma làm nô lệ, lớn lên cử quân tên là Bekori về phá Sobet, còn giờ lại thúc ép ngài bạo chúa phải trở thành một con robot vô nhân tính. Ác tới thế là cùng rồi. Dưới danh nghĩa lá cờ công lý, Saturn mạnh miệng tuyên bố tất cả các yêu cầu ông đưa ra chỉ vì phục vụ cho chính quyền thế giới bảo vệ nền hòa bình. Miệng thì nói là thỏa thuận có 3 nguyên tắc, thực tế mấy cái điều luật ngầm áp chế Kuma đến tuyệt vọng thì thôi đấy. Ba lời đề nghị bao gồm ép Kuma trở thành Thất Vũ Hải để làm bức bình phong cho việc một cướp biển có thể trở thành nguyên mẫu cho cuộc thí nghiệm nhân bản, cấm cản Kuma gặp lại Bonnie xuyên suốt trong khoảng thời gian cô bé phục hồi ở trong một năm. Và tất nhiên bất kỳ một mệnh lệnh nào dù có tàn bạo tới đâu, Kuma đều phải thực hiện mà cũng không được phản kháng dù chỉ một lời. Cay chưa anh em? Quá ác luôn! Saturn muốn tận dụng hết tất cả mọi thứ của Kuma để chuộc lợi. Kẻ lợi dụng tính cha con của người khác thì có xứng đáng nhận án tử không nhỉ? Ban đầu AD chỉ nghĩ Saturn đến Exit dạo mát phô trương vị thế thôi. Tầm này sự việc nông nổi vậy rồi thì nếu Saturn mà không bị tiêu diệt sau chương đảo trứng ấy, Oda thật lòng là khó ăn nói với độc giả lắm đây. Và từ lâu chính quyền thế giới cảm thấy rất bực bội với cái tổ chức Thất Vũ Hải mà họ chiêu mộ. Không có kẻ nào chịu nghe lời cả, cho nên được dịp tận dụng biến Kuma thành một nô lệ hạng sang. Chưa kể từ thí nghiệm này có thể thay thế Thất Vũ Hải bằng Seraphim trong tương lai, quá là hời rồi. Những con Cyborg với sức mạnh tương tự Shichibukai nhưng được cái là Ngũ Lão Tinh nắm toàn quyền kiểm soát. Nói gì thì nói, Saturn cái đầu của lão sạn nhiều phết đấy. Không uổng công là sống một cuộc đời bất lão. Chỉ qua một cuộc điện thoại bị dò dỉ thôi, Saturn đã giúp cho chính phủ không chỉ là có được sự bổ sung ở trong Thất Vũ Hải mà còn đó là đội quân khoa học vô địch trong tay. Công lao của lão Saturn đáng được khen ngợi cho dù nó rất chi là phản cảm với chúng ta. Tình cha vô bờ bến của Kuma. Đến Kizaru, một vị đô đốc ít khi màng tới thế sự cũng phải ngả mũ khi mà chứng kiến tình cha con của ngài bạo chúa Kuma. Vì Bonnie, ông sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị vô nhân đạo của Thánh Saturn mà cũng không hề than vãn bất cứ một điều gì. Yêu cầu duy nhất của Kuma là muốn Bonnie được theo dõi ngay tại vương quốc Sobet. Những gì tốt nhất ông đều muốn dành cho đứa con gái bé bỏng. Lời cảm ơn của người cha trong chapter này thực sự chạm tới trái tim của các bậc phụ huynh. Sự xuất hiện của Bonnie trên cõi đời đã là món quà tuyệt vời nhất với ông gấu rồi. Sau khi mà Jimmy mất, Bonnie là niềm tin cuối cùng vào cuộc sống vốn dĩ toàn một màu u tối của Kuma. Nhờ có cô bé nên ông mới có thể sống tiếp được trong cuộc đời này. Nhìn nét mặt ngây thơ của Bonnie, có lẽ không một người cha nào kìm được nước mắt khi mà biết rằng lần chia tay ở Sobet thì chính là khoảnh khắc cuối cùng ông còn nhận biết được sự tồn tại của đứa con gái. Nếu có tánh ngộ nhau thì Kuma cũng đã mất đi hoàn toàn nhân tính và đích thực là một con robot không hơn không kém rồi. Kuma sau đó ra khơi với lá cờ hình bức vẽ nguệch ngoạc của Bonnie năm xưa. Trời ơi,
cảm động oái cả trưởng, tí khóc các bạn ạ. Mai mốt mà có con ấy, AD cũng sẽ thương yêu con mình như cái cách mà Kuma đối xử với Bonney, quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Quá trình chữa bệnh cho Bonney mất 6 tháng, đó thì có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai cha con trong gần ấy năm rồi. Anh em cũng có thể tưởng tượng giai đoạn Bonney ngày một tốt lên thì cũng chính là lúc mà Kuma ngày một xấu đi. Cơ thể ông cứ bị thay đổi bởi kim loại. Chỉ sau 6 tháng mà bộ dạng bạo chúa đã khác đi rất nhiều nhá. Ông phải dùng áo khoác để che đi phần máy móc để tránh cho người dân Sobet lo lắng. Một người cha dành tất cả tình thương cho con gái, một mục sư gánh hết trọng trách lên vai. Kuma vĩ đại thật đấy. Có lẽ là nhân vật mang quá khứ đau thương nhất từ trước tới nay rồi. Càng ngày, nụ cười càng ít dần đi theo thời gian. Đau đớn nhất là lúc mà Bonney gặp ở Marijoy ấy, Kuma hoàn toàn không nhận ra cô bé nữa. Lúc đó thì ông cũng chẳng còn tí cảm xúc nào. Và người tổn thương nhất chắc chắn là người ở lại rồi. Sau khi biết sự thật, Bonney đi đến Ekid hỏi tội với Kapang. Trong chương này, chúng ta cũng thông cảm phần nào của vị tiến sĩ. Ông từ chối việc lấy đi nhận thức của Kuma, nhưng biết làm sao được. Dưới áp lực từ chính quyền và lời cầu xin của ông gấu, Vekapang đành chấp nhận làm cái điều mà ông không hề muốn. Bonney cũng đã tha thứ cho lão tiến sĩ sau khi mà chạm vào tất cả ký ức của cha mình trong căn phòng giấu chân gấu. Nói chung thì người đáng căm hận nhất lúc này đó là Thánh Saturn anh em ạ. Chính lão đã biến Kuma ra nông nỗi này. Vết xiên của Bonney ở mấy chap trước khơi mào cho đại chiến hội đồng ngũ lão tinh ở sắp tới đây. Plot twist Kizazu. Oài đây rồi. Kizazu xuất hiện trong chap này với vai trò là giám sát Vekapang và Kuma, đảm bảo không có vụ hợp tác bí mật nào ở ngoài vòng pháp luật. Lúc này thì Bosalino đã lên hẳn chức vụ đô đốc rồi, nhưng mà lời lẽ của ông ấy cũng không hề cay độc như là Akainu. Bất ngờ chương 1100, AD lại thấy Kizazu khá là giống Kuzan anh em ạ. Sự đồng cảm với các nhân vật ở đây thì khiến mình thấy nghi ngờ nhân sinh quá đấy. Trái ngược lại hoàn toàn cái nét sống chết mặc bay của lão. Cái mùi này thì nghe quen quen, là dễ lật kèo dữ lắm này. Saturn cử đô đốc ánh sáng đến Ekid là để tạo áp lực cho Vekapang. Thế éo nào, ông lại nhập hội luôn với Kuma, Bonney, Sentomaru. 5 người trong 6 tháng ngắn ngủi trở nên vô cùng thân thiết. Ăn uống, cười đùa như kiểu là người một nhà đến nơi rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Không còn nhìn thấy Kizazu vô tâm ở tổng bộ nữa. Đỉnh điểm chúng ta phải nói đến hình ảnh của Bosalino hòa chung nhịp điệu Hika cùng với mọi người. What the fuck? Chuyện quái gì đấy? Một đô đốc hải quân nhưng lại được Oda gợi ý là tôn thờ thần Nika ư? Ôi, thôi rồi, đừng nói với tôi là Oda vẫn thích dùng cái chen là gián điệp hai mang đấy nha. AD thì cũng nghĩ rằng Aokiji mới là nội gián của quân cách mạng. Nhưng mà sau chap 1100 Kizazu kiểu, ôi, cho mấy bé cơ hội đoán lại đấy. Xét một tí thử xem giả thuyết Kizazu nằm vùng có khả quan không nha. Là đô đốc hải quân trong bộ 3, ông ấy hoàn toàn đủ cơ sở để có thể ứng cử chức vụ thủy sư nếu như mà ông muốn. Nhưng mà ông đã chọn cách là đứng ngoài cuộc chơi của chó đỏ và chim chỉ xanh. Ở Sabaody 2 năm trước khi mà Luffy tấn công Thi Long Nhân, mệnh lệnh triệu tập của hạm đội cùng với một đô đốc ngay lập tức xuất hiện. Đáng lý Akainu sẽ là người nhận chỉ thị nhưng mà thế éo nào, một kẻ nổi tiếng lười biếng như là Pikachu lại chủ động đi trước. Mặc kệ luôn Akainu chửi mắng nha các bạn nhá. Và tại quần đảo bong bóng năm đó, Kizazu đã cò nhây với băng ngũ rơm mãi thôi. Sức mạnh của ông thì quá ao trình, có thể diệt lẹ rồi về ăn hamburger. Nhưng thay vì thế, cứ thích kéo dài thời gian cho đến khi mà Jelly xuất hiện. Lúc đó thì AD đã cảm thấy khó hiểu rằng tại sao Kizazu không đập lẹ vào mặt Zoro thế là xong. Giờ thì tôi cũng hiểu phần nào nguyên nhân rồi nha. Anh em có nhớ lúc mà Kuma xuất hiện chen giữa và nói với Jelly điều gì không? Mọi người đều nghĩ rằng Kuma nhắc nhở Minh Vương cứ để cho Kuma lo liệu, nhưng mà không đâu. Theo giả thuyết của tôi, nội dung còn thiếu lắm. Chú Jelly, cứ yên tâm, lão Kizazu bên phe mình, nhẹ tay diễn cho có lẽ thôi mà. Chết tòi, liệu rằng điều đó thì có đúng sự thật không nhỉ? Bosalino thân với Kuma, với các băng như nào, ai cũng biết rồi. Nhưng mà nếu là tay trong của quân cách mạng thì báo vãi trưởng luôn các bạn ạ. Anh Long đâu đó thì đang chờ Kizazu ngồi dậy để báo cáo tình hình cũng nên. Hải quân có nội gián không phải lần đầu tiên nhá. Cỡ như Doflamingo còn cài Virgo vào được. Lên tới chức phó đô đốc thì tầm Dragon cái trình cũng phải nhỉnh hơn nhiều rồi. Liệu có plot twist đỉnh cao ở trong chương 1100 hay không? Kizazu hiệp 2 sẽ tiếp tục đấm nhau với Luffy hay là quay xe tấn công Thánh Saturn để có thể bảo vệ cho Bonney và Vekapang hoàn thành sứ mệnh mà đại ca Dragon giao phó? Đàn em cỡ này, Long ca cỡ nào nữa? Các bạn đoán xem nhé.
Ace, Sabo, Luffy cùng xuất hiện. Thông tin Kuma trở thành Thất Vũ Hải nhanh chóng truyền đi khắp thế giới. Tất cả các Shichibukai còn lại đều nhận được tin này với những biểu cảm khác nhau. Mà thế nào lọt hẳn vào mụ Aviza ở trong chắp này vậy ta? Đâu có thiếu nhân vật tầm cỡ đâu, nhưng mà lại xếp Aviza ngang thoại với những Luffy này, Mihawk, Hancock, Jinbei các kiểu. Ảo thật đấy các bạn ạ. Trong đó chúng ta bắt gặp bộ ba quen thuộc Ace, Sabo, Luffy. Lúc này Ace đã trở thành đội trưởng đội 2 của băng dâu trắng rồi. Anh vừa lập một chiến công hiển hách khi mà hạ gục một tên Thất Vũ Hải giấu tên. Và đó là lý do tại sao truy nã của anh tăng lên 550 triệu Belly. Sabo thì đang là tham mưu trưởng, người số 2 trong quân cách mạng chỉ xếp sau Dragon. Nhận được tin Kuma phục vụ cho chính quyền, anh bàng hoàng không dám tin đó là sự thật. Và trong khi đó, nhãi con Luffy vẫn còn đang loạn quạng ở Biển Đông. Lù chưa tới tuổi ra khơi, mất thêm ít lâu nữa thì mới có một huyền thoại Joy Boy xuất hiện đấy các bạn ạ. Cùng thời điểm này, Kuma bất ngờ ngao du đến làng Phô Sa. Chi tiết cuối cùng của chương xác nhận ông vừa có chỉ thị từ chính phủ thực hiện nhiệm vụ gì đó rất đỗi quan trọng. Mục đích Kuma đến ngôi làng cối xe gió thì gây tò mò cho độc giả. Lẽ nào chính quyền muốn ông khử tên nhóc đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi mà băng tóc đỏ đã cướp được vài năm trước chăng? Nếu điều đó là đúng nha, như vậy Kuma đã tha mạng cho Luffy từ khi cậu còn chưa ra khơi. Ơn nghĩa phải nói là sánh ngang với ơn cứu mạng của ông chú xanh rồi. Tại sao Kuma lại quyết định tha mạng cho Lù trong khi ông đã hứa sẽ thực hiện tất cả mệnh lệnh từ chính phủ nhỉ? Theo anh em, ông gấu có biết được sự thật về năng lực Gomu Gomu no Mi hay không? Nếu Vegapunk đã từng kể cho Kuma nghe về bí mật trái cao su mà chính quyền che giấu thì sao? Và Kuma kỳ vọng Luffy ngày nào đó sẽ trở thành Nika đến làng Phô Sa vì muốn nghe ngóng tin tức mà thôi. Và tóm lại nha, Kuma phải biết điều gì đó về Luffy thì ông mới có nhiều lần tha mạng cho cậu như vậy. Không chỉ đơn giản Lù là con trai của thủ lĩnh quân cách mạng đâu nhá. Hẳn ông rất tin tưởng Lù sẽ giống như là cha, sẽ sở hữu ý chí tự do, trở thành chiến binh Nika ở trong tương lai. Vẫn còn nhiều điều bí ẩn trong chap 1100 cần được Oda giải thích. Video dự đoán 1001 sẽ được up vào ngày mai, anh em ấn chuông để nhận thông báo nha. Vì đó thì cũng là thông tin cuối cùng của chương mới tuần này rồi. Và trên đây là video review chap mới 1100. Anh em muốn AD làm thêm về chủ đề gì, comment bên dưới cho mình biết nha. Như thường lệ, sau đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Đầu tiên là bạn Muli. Cho em hỏi theo anh, vậy One Piece sẽ kéo dài trong bao lâu? Theo mình nghĩ thì đối với đại saga cuối thì tầm 5 năm là đẹp thôi. Vừa đủ để các tình tiết lên đỉnh cao và cũng sẽ không gây nhàm chán kéo dài như trong Arc Wano vừa qua. Tiếp theo là bạn Tuấn Anh Thanh 6008. Anh nghĩ lo còn sống không? Còn chứ bạn, nhờ ơn phước chủ tịch Chopper dùng Haki thấu thị mà cứu sống được lo trước hẳn vài tuần đấy. Quá đỉnh! Không có viên kẹo ngọt thì làm éo gì có chuyện mà Bepo hóa Chao để có thể cứu thuyền trưởng ngay trước mặt của tứ hoàng dâu đen cơ chứ. Rồi, bạn cuối cùng là bạn Duy Ngu Không Biết 6513, không biết đọc có đúng không các bạn ạ. Em theo dõi anh được 3 năm rồi, từ năm em học lớp 6 đến giờ cũng chưa được lên TV lần nào. Như thế thì đúng thực sự là fan cứng rồi ấy. Năm nay chắc là lớp 9 rồi nhỉ. Cố gắng thi vào trường top em nhá. Và đừng quên ấn like, share giúp tôi nha mấy ông ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai nha các bạn ơi. Bye bye.